Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra cảnh báo về loại ma túy mới gây ảo giác mạnh, khiến người dùng bị mất kiểm soát, có thể dẫn đến những hành vi nguy hiểm cho xã hội. Công an thành phố Hà Nội xác định chất MDMB-4M Pinaca là một loại ma túy mới. Trước khi sử dụng, các đối tượng hòa tan chất này vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô để đưa vào cơ thể. Gần đây, loại ma túy mới này thường xuất hiện tại các nhà hàng, quán bar, quán karaoke, tiệc sinh nhật. Nguy hiểm hơn, khi chất này đi vào cơ thể sẽ tác động lên hệ thần kinh, gây ảo giác nguy hiểm, khiến người dùng bị mất kiểm soát, không làm chủ được hành vi, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Công an thành phố Hà Nội cảnh báo gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm ngăn chặn loại ma túy mới này.